Hai chiếc cẩu đang gác dầm nha bà con, gác dầm cầu ngoài đuôi gác dài vô nha. À, ngoài đuôi gác dài vô tới đây. À, gác từ ngoài đuôi gác dài vô. Nó chỗ đó nguy hiểm không có lại gần nha bà con, chỉ quay xa xa quay ngồi đây quay cho bà con xem nha. Lại gần rất nguy hiểm đó. Mỗi một nhịp vậy là gấp 7 cây dầm nha bà con. Nhịp đó 7 cây, qua nhịp từ đây qua đây 7 cây nữa. Rồi từ đây qua cái nhịp bên đây 7 cây. Xuống mé bến 7 cây nữa. Là mé bên đây là 4 nhịp. Bảy lần 4 28 cây. Gần hết cốt luôn cho bà con xem luôn, xem chi tiết cận cảnh luôn. Gác cây dầm rất là lâu nha bà con, phải chuyển cây dầm từ mé sông ở dưới lên rồi đưa lên xe tải chạy vô vô rồi mới cẩu dầm lên nha. Tại nhịp cầu này hơi dài mà đường đường bộ thì nó đi không được nên phải cẩu đường thủy lên. Thank you.
Ơi, xe cẩu dầm lên chiếc xe tải rồi nó di chuyển vô nha mọi người, là dầm ở dưới sông, cẩu lên xe tải, xe tải di chuyển vô rồi mới cẩu lên nha. Đây, xe tải đậu rồi. Dầm rất là bự, dầm khủng luôn. Cái dầm này cỡ mấy chục tấn đó bà con ơi, nó dài 40 mét, nặng 70 tấn. Mỗi cây dầm này nặng 70 tấn nha, nó dài 40 mét, nặng 70 tấn. Dài ghê không? Dài tới 40 mét nha mọi người, dài 40 mét là nặng 70 tấn nha. Đó, đang di chuyển nha. Đó, cẩu đang cẩu di chuyển vô á. Gáp vô cái đuôi remote sau đó rồi mới kéo vô nha. Rồi tháo con cẩu ra, bắt đầu xe tải sẽ kéo vô nha. Đang di chuyển vô nha mọi người.